không chơi được hậu quả. Hậu quả mười dở bà cố luôn. Mười xin lỗi Tâm Ca nha, mười không hát được cái hậu quả này. Để mười hát cái bài Tâm Ca gửi bài này đi, Tuyệt Tình Ca ha Tâm Ca. Nguyễn Phong lên chỗ cũ. Chỗ nào lên ngủ chỗ đó đi. Đây Tâm Ca, trời ơi. Tuyệt Tình Ca nè, cũng lần đầu tiên luôn nha, ca lần đầu tiên nha. Có gì Tâm Ca đỡ em dậy nha Tâm Ca ơi. Ủa? Mới ca lần đầu tiên nha. Má. Con về rồi đó hả Long Hồ? Dạ. Má nè, bây giờ má đi đâu vậy má? Trời, Tâm má Ca muốn lấy cái gì? Để con lấy cho má. Má lau tấm hình. Hình hả? Hình cũ xì má la hoài. Ca với Tâm Ca gia đình ơi, hình kỷ niệm ngày chồng vợ cha con được đoàn tụ. Thôi má à, má nằm nghỉ đi má. Có bình dưỡng khí nè, má hít đi cho khỏe. Ca lần tiếp, má đã khỏe rồi. À, con có đi kiếm con Trường An không? Mà sao không thấy nó về vậy con? Hả? Có gặp nó không? Dạ, con có lại đàn Hạng á. Thì nghe Hạng nói chỉ có việc gì cần gấp lắm. Mà cái giọng Tâm Ca đóng đóng. Cho nên chị mới theo bà chủ Hạng ra ngoài nhà trang. Chỉ khỏi tốn hao tiền bạc, chỉ phí điều có bà chủ lo. Từ tiền ăn, tiền lắc chắc lắng, tiền phòng, tiền lưỡng còn được lành gấp đôi. Đến khi xong xuôi mọi việc còn được thưởng thêm tiền, nên chỉ mới vội vàng ra đi. Nhưng tại sao chị con đi xa mà không đem theo quần áo thay mặt? Con gái chớ đâu phải con trai đâu, mà hễ muốn đi là đi liền. Thiệt quả là thứ đồ hữu thân mà. Thôi má còn đáng, má đừng nên nóng giận. Bây giờ đồ mái xăng thiếu chi, ra ngoài chỉ mua chỉ mặc lo gì. Hoặc là bà chủ bà mua cho. Vậy cũng được. À Hồ à, con nói thiệt má nghe coi, cái bình dưỡng khí đó con mua với cái giá là bao nhiêu tiền vậy con? Dạ, con này lại của người ta với giá là 3.000 đồng lắm. Lần đầu tiên ca này, tới 3.000 đồng. Tiền ở đâu con có? Dạ, tiền con dành gụm để đóng học phí tháng này và lệ phí đi thi. Cho nên tập trung nè. Dạ, tiền vốn bán bánh mì đó má. Con, tại sao con không hỏi má? Má à, con trung, biết tập là nông dân tập... má thì má sẽ may ra tâm không cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con đóng tiền trường và lệ phí đợi ngày thi. Đang hát với lại Tâm Ca. Nhưng mà nếu không thi được niên khoa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu tiêu tiền trường mà học hành gian dở năm nay, cảm ơn gia đình rất nhiều thì con còn đủ thời gian để học hỏi cả mấy chục năm sau. Giọng ca của Tâm Ca gia đình ơi, chờ một mai mà má chết đi rồi, giọng con trẻ lắm luôn, thì trọn đời nào cũng được. Con hối hận có đốt đuốc gọi khắp trần gian cũng không sao tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Hay quá Tâm Ca ơi, một người mẹ đã khổ nhọc với con từ
sống ban đầu. Từ thở má con mình còn ở làng thân ngại, còn đi chợ Trường An. Con nhớ lúc mới hồi người ta cho má đi dạy học, nhà mình nghèo má phải đi bán chuối nhưng nhiều bữa trời mưa bán ngang, thấy tụi con ăn chuối thay cơm, má cắn môi mặt quay vào vách mà suối lệ tuôn trào. Hay quá Tâm Ca. Con nhớ hồi đi thi đến Trường Tịnh, thương hoài con mang đôi giày ba ta trắng, giọng ca của Tâm Ca má mang đôi đó gia đình ơi cùng, lội bộ dắt con đi như ánh trăng khuya tiếng gà gáy sang, mẹ hiền dấu dân dần âu ơ chí dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lắc lẹo gặp gờ có đi có đi, mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời, ngày mã với con đứng chờ kết quả, vừa nghe ba tiếng lê long hồ má reo lên, con tôi thi đậu rồi, chạy lại ôm con mà hung mà khóc, sự mừng vui trong phút chốc nghẹn ngào, môi run run mà bảo nếu có ba con á thì con sẽ được nhiều phần thưởng, mà má cũng được ba con khen tặng má là đã khéo dạy con đến đổi đạt trong lúc thiếu hụt trăm bề. Về nhà má lại khen và nói sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể, nhưng mà chị hai của con chị đã như thế nào hả con? Chị đã sao cũng tức chị quá má, con ghét chị rồi đó. Kìa Long Hồ, con nói vậy sao cho phải, con phải thương chị của con chứ. Con Trường An nó thương con nhiều lắm, từ hồi nhỏ nó đã nhịn sữa cho con được bú nó. Má không có sợ con phải bú sữa bò hiểu con chim, có lần nó thèm sữa quá nên mới giật đại chai sữa của con rồi chui vô trong kẹt tổ, con mới khóc ré lên. Má hay được và chị Trường An của con phải chịu bị đòn. Chị của con mới trao chai sữa cho má rồi mèo mau nói rằng con thèm quá nên mới bú khinh của em con một chút rồi con trả lại cho má, đừng mắng chửi con làm thế mà chẳng biết thương. Ủa? Có nhiêu đó hả Tâm Ca? Có nhiêu đó hả? Sao mà nó ngắn như vậy? Ủa vậy thì Tâm Ca bài gì nữa?